với video tiếp theo của mình. Video này mình lại tiếp tục chia sẻ cho các bạn cách để các bạn có thể là nhận 50.000 thẻ cào từ mì tôm Hảo Hảo nha. Đây là cái app Hảo Hảo thì anh em có thể là tham gia để nhận 50.000 nhá. Ở đây thì các bạn muốn nhận 50.000 thì các bạn sẽ phải tích được là 500 điểm này để các bạn có thể đổi cái thẻ cào 50.000 nhá. Ở đây thì mình đã có 150 điểm này. Thì làm sao để mà tích thẻ cào nhanh nhất, có nghĩa là các bạn sẽ phải đi mời bạn bè nhá. Cứ các bạn mời được một người thì các bạn sẽ được là 50 điểm, và 500 điểm thì là các bạn sẽ được một cái thẻ cào 50k nha. Và như vậy thì các bạn chỉ cần mời được 9 người là các bạn có thể là đổi được cái thẻ cào 50k rồi. Và nếu như mà anh em nào chưa chơi thì có thể là tải theo cái đường link mình để dưới phần mô tả của video, cũng như nhập cái mã mời của mình nhá. Thì khi mà đủ 500 điểm để đổi thẻ cào thì mình cũng sẽ tặng luôn cho anh em nhá. Ok, thì mình sẽ tặng các bạn 50k nếu như mà đủ điểm đổi nhá. Thì mình sẽ đổi ra cái thẻ cào 50k và tặng cho các bạn ở trên cái nhóm đây. Đây là cái nhóm của mình nhá. Ngoài cái nhóm của mình thì chủ yếu để cho các bạn tuyển rep ở trên này nhá. Có nghĩa là các bạn có những cái link các bạn cần tuyển rep thì các bạn có thể đăng lên nhóm của mình nhá. Có 1.506 thành viên này. Rồi, và nếu đủ điểm thì mình sẽ tặng cái thẻ cào ở trên đây nhá. Thì các bạn có thể là vào nhóm và nhanh tay thì các bạn có thể nhận được cái thẻ cào nhá. Ok, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký nha. Để đăng ký tài khoản thì các bạn sẽ click vào link mình để dưới phần mô tả của video. Nó chuyển bạn đến cái giao diện này thì bạn sẽ cài đặt cho mình nhá. Hảo Hảo này. Rồi đến đây thì các bạn sẽ chọn cho mình cái mục đăng ký nhá. Đến đây thì các bạn sẽ thiết lập cho mình cái mật khẩu nhá. Và đăng ký này thì các bạn nhập cái số điện thoại của các bạn nhá, số điện thoại thật của các bạn. Sau đó là nó sẽ gửi về cho các bạn một cái mã code. Sau khi mà các bạn nhập mã code xong thì bạn sẽ thiết lập mật khẩu ở đây cho mình nhá, bao gồm 8-20 ký tự này. Ok, đến đây thì các bạn sẽ kéo xác minh nhá, và các bạn sẽ nhập cái mã code vào đây, mã code theo cái số điện thoại của các bạn nhá. Rồi đến mục này thì các bạn sẽ chọn cho mình một cái hình ảnh ở trên đây này, cũng như họ tên của các bạn nhá, giới tính của các bạn này, ngày sinh này, thư điện tử có nghĩa là email của các bạn nhá. Mã giới thiệu thì các bạn nhập cho mình cái mã là 0333381686 nhá, thì mã mình sẽ ghi ở trên màn hình nhá. Rồi đến đây thì các bạn nhập thông tin thành phố của các bạn đang sinh sống này. Đây, thành phố này, tỉnh, quận, huyện, này, phường, xã, rồi địa chỉ. Sau đó các bạn đăng ký, như vậy là các bạn sẽ đăng ký được một cái tài khoản nha. Và khi đăng ký thành công thì các bạn sẽ nhận được 50 điểm nha. Sau khi mà các bạn nhận được 50 điểm rồi thì các bạn có thể là chơi game ở đây nhá. Các bạn có thể chơi game ở đây. Cái mục này thì các bạn tự tìm hiểu nha. Nó có cả mục chơi game để tích điểm cho các bạn này, cũng như là các bạn muốn kiếm thẻ cào nhanh nhất thì các bạn chọn vào cái chỗ mời bạn bè này. Ở đây thì các bạn sẽ sao chép cái địa chỉ này nhá. Ở đây là cái mã giới thiệu của mình này, 0333381686 nhá. Thì các bạn lấy cái link này các bạn đi chia sẻ kèm theo cái mã mời của các bạn. Có người theo cái link của bạn thì các bạn sẽ được là 50 điểm, và được 500 điểm thì các bạn sẽ đổi được một cái thẻ cào mệnh giá là 50k nha. Rồi, ok. Ngoài thẻ cào thì các bạn cũng có thể tích điểm để các bạn đổi những cái gift code ở đây nhá. Đây. Và đây là các bạn có thể là đổi tủ lạnh hoặc là iPad này, hoặc là nồi chiên không dầu, hoặc là hộp đựng cơm. Những cái này cần rất là nhiều điểm nên là nó hơi khó nhá. Các bạn mình nghĩ là các bạn chỉ nên tham gia chơi để các bạn kiếm cái thẻ cào 50k này. Và các bạn nhớ là nhập theo cái mã mời của mình nhá, để mình tặng 50k cho các bạn, tặng cái thẻ cào 50k cho các bạn ở trên nhóm nhá. Ok, video nó đơn giản vậy thôi. Thì cũng chúc các bạn kiếm được cái thẻ cào 50k ở trên cái app Hảo Hảo này nhá. Cảm ơn tất cả mọi người. Thì vẫn như thường lệ thì mình vẫn sẽ quay ra zoom tặng quà cho mọi người nhá. Video mới nhất của mình có 94 lượt bình luận hợp lệ, mình sẽ chọn ra hai bạn may mắn để tặng quà nhá. Bạn thứ nhất là bạn không biết này, chọn ra một người nữa nhá. Tuyết Hoàng này, hai bạn này liên hệ với mình để mình tặng quà cho bạn nhá. Anh em muốn nhận quà từ mình thì đăng ký kênh, bật chuông thông báo và để lại một lượt bình luận, chắc chắn các bạn sẽ được nhận rất là nhiều quà trên kênh của mình nhá. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ mình nhá. Bye bye.